ban cảnh lễ tang Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình. 13 giờ hôm nay, ngày 31 tháng 3, lễ viếng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình bắt đầu diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ sở ngành địa phương đã có mặt đưa tiễn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Lê Hòa Bình. Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với gia quyến ông Lê Hòa Bình. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên viếng ông Lê Hòa Bình. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh viếng ông Lê Hòa Bình. Hàng đoàn người dân, các ban ngành đoàn thể xếp hàng đợi vào viếng ông Lê Hòa Bình. Rất đông ban ngành đoàn thể, người dân đến viếng tang lễ. Ban tổ chức lễ tang do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban tổ chức lễ tang, dân hương viếng ông Lê Hòa Bình. Gia đình ông Lê Hòa Bình tại tang lễ. Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1 tháng 4 năm 1970 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Linh cữu quàn tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng lúc 13 giờ ngày 31 tháng 3, lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 ngày 2 tháng 4, lễ di quan lúc 8 giờ ngày 2 tháng 4, an táng tại nghĩa trang thành phố Thủ Đức. Ông Lê Hòa Bình từng được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015-2017, huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của bộ ngành trung ương. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 3, trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào khoảng 7 giờ 45 cùng ngày. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh lái xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đến địa phận huyện Bến Lức, Long An, xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng. Ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở, nên ông Bình đã không qua khỏi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.